Nè Long. Dạ. Con nói cái đường tắt đó là ở đâu vậy? Thím cứ chạy đến cuối đường gặp ngã ba thím vào phải á thím. Cuối đường vào phải hả? Nè con. Ủa? Làm gì đó? Con đang mở nhạc thím. Mà thím ơi, sao mình không kéo cái cửa kính lên bật điều hòa cho nó mát nhỉ? Cửa sổ với máy lạnh hư hết rồi con. Ôi má ơi, vậy là nóng chết luôn á thím. Hai đứa nóng hả? Dạ. Nè, vậy cầm cái quạt tay này á hả, quạt đỡ đi, quạt xíu là nó mát hả? Trời đất ơi, cái quạt này quạt giấy mà làm sao mát nổi thím. Thím ơi, sao con mở nhạc hoài không lên vậy thím? Cái thằng này, mày có bị khùng không? Cái xe này mày nhìn coi máy lạnh còn không có nè, nghĩ sao máy nghe nhẹ. Lên rồi nè. Ai? Trời. Nè, ồn quá à con. Tắt đi, tắt đi, trời ơi, ồn quá đi, vô khỏi nè. Trời ơi, tắt đi, tắt đi, tắt đi, tắt đi, tắt đi, tắt đi. Trời ơi, mất lộn cái lúc nào rồi, sao mà mua lên đây vậy? Trời ơi. Trời ơi. Tìm mất tôi à. Nó tắt rồi, nó tắt rồi, nó tắt rồi, nó tắt rồi. Ơi, nó tắt rồi kìa. Mừng quá. Con không đó. Phá mất đụng vô tùm lum tùm la, hư xe của thím hết trơn. Ngồi im lặng. Ngồi im đó nha. Rồi. Đâu có đụng gì đâu. Ta tìm mất lum một công xe. Đau quá thím. Ừ nó cũng. Thím thím ơi. Không được, không được. Thím ơi. Dương mẫn đó. Hồi nãy con bấm vô cái gì cho nên nó mới bị nè. Nó đặt vô chỗ đó đúng không? Không thôi. Cái gì nữa nè, con quậy quá à. Không vô cái gì đâu. Nè bây giờ làm xe gì mà kỳ quá. Ủa? Ôi, nó im rồi kìa. Ủa? Ê, nó tắt rồi. Cái công tắc nó nằm ở đó hả tím? Ủa, kì vậy? Trời ơi. Xe gì mà kìa thì... Hả? À? Trung tâm nó ở đây này thím ơi. Xe này điên hết rồi. Con mới điên á. Là hôm qua nó thím đuổi xuống xe bây giờ nha. Con xin lỗi thím. Thôi được rồi. Bây giờ tất cả mọi người ngồi yên lặng đúng vị trí, không ai được đụng vô bất cứ thứ gì trên xe thím hết nha. Rồi mình xuất phát. Cái đường tắt ở đâu? Long Long chỉ lại. Thím cứ đi thẳng đi rồi con chỉ tiếp. Famikit vị sô-cô-la, uống ngon chóng lớn. Em nghe anh hai. Dạ. Em đang nấu cháo nè. Dạ. Cháo thịt bầm. Thấy chưa? Anh hai thấy em chu đáo không? Em nói cháo thịt bầm chị hai ăn á. Ừ, em đút cho chị dâu ăn giúp anh nha. Hả? Phải đút nữa hả? Ủa? Chị bệnh thôi mà. Chứ tay chân có bị đâu phải đút anh. Mà chị em đang hiểu. Em ráng giúp anh đi. Dạ. Đút cháo hả? Đút thì đút. Quang hậu. Cháo thịt bầm hoàng hậu tới nè. Đây. Để nô tì đỡ quang hậu vậy nha. Một cách êm ái nha chị. Quang hậu cứ yên tâm, cứ để đó nô tì lo. Quang hậu đâu hả? Xin lỗi. Nô tì hơi yếu đuối. Quang hậu cứ nằm đi, để nô tì lo cho. Đây, cháo này nô tì chừng 4 tiếng đó nha. Quang hậu ăn cho vui nha. Nè, để nô tì đút cháo thịt bằm cho quang hậu ăn nha. Ăn đi, ngon lắm, hạ miệng ra. Cháo thịt bằm ngon lắm, ăn đi. Hạ miệng ra. Sao vậy? Sao quang hậu không ăn vậy? Trời, nô tì xin lỗi, làm cho quang hậu phải dơ miệng rồi. Dừa quá. Hoàng hậu, há miệng ra, cháo thịt bằm ngon lắm. Hoàng hậu ăn đi, đút răng nè. Nô tì xin lỗi, nô tì làm ướt trán hoàng hậu rồi. Nè, ăn đi, cháo thịt bằm ngon lắm, ăn cho hết bình hoàng hậu. Ăn hết bình hoàng hậu, sao cứu được. Hoàng thượng nhờ nô tì phải chăm sóc hoàng hậu mà. Ăn đi, hoàng hậu. Nè, ăn đi, thôi mất công quá nha.
bây giờ nô tỳ đút cháo hoàng hậu ăn, mà hoàng hậu không ăn nha. Hoàng hậu nói sau này là nô tỳ bạc đãi hoàng hậu, hoàng hậu treo nô tỳ lên điện cao thế nha, giống như lần trước đó giục nô tỳ ra ngoài đường đó, nhớ không? Ăn đi ngoan, đi đâu về đây? Đừng có đi nữa, nô tỳ mệt lắm, chăm sóc mệt lắm hoàng hậu, đúng là đó. Ăn nha ngoan, cháo thịt bằm mà bằm 4 tiếng đồng hồ lận đó. Ăn đi hoàng hậu, ăn đi, ăn đi hoàng hậu, ăn đi hoàng hậu. Nè Long, Long, rồi chạy đường nào nữa vậy Long? Hình như là mình cứ đi thẳng đi thím ạ. Gì? Sao là hình như? Bộ con không nhớ hay sao? Con nhớ chứ, đường này quen quen nè. Cái gì? Quen quen, ông hay đi đường này lắm hả? Hay đi chứ. Nào, thì mỗi lần bố tôi chở tôi về miền Tây là hay đi qua con đường này nè. Hả? Miền Tây? Là làm sao? Ông bị điên hả? Mọi người bình tĩnh, mọi người cứ bình tĩnh nè. Đi ra để lỗ đông tay cái gì vậy miền Tây? Mọi người bình tĩnh, mọi người bình tĩnh. Bình tĩnh nha mọi người. Làm sao mà bình tĩnh được? Sắp chở vào của thím rồi nè. Thím, thím, thua kêu này ta bể kêu khác. Còn có cách khác cho thím. Cách gì? Cách gì? Trở về điểm xuất phát. Trời ơi trời. Không đánh nữa ông thím. Đánh nữa nè. Hồng tóc, hồng tóc. Tóc bị xinh quá. Hồng tóc, hồng tóc, hồng tóc. Hồng tóc. Thôi. Tới giờ uống thuốc rồi. Ngoan, hạ miệng ra uống thuốc. Sao thế? Bình vậy nó không sao là sao? Uống thuốc đi cho bao hết bệnh chị. Hạ miệng ra. Hạ miệng ra. Hạ miệng ra nè. Hạ ra. Nuốt đi chị. Nuốt đi chị à. Nuốt đi chị. Nuốt. Sao? Chị muốn nói gì với em hả? Rồi nói đi. Thuốc đắng quá cho chị miếng nước. Nước? Chết cha, nhà hết nước rồi. Cho uống thuốc mà không cho uống nước. Đừng nói nữa chị. Nuốt đi chị cho bao hết bệnh. Nuốt trọng đi chị. Nhà hết nước rồi. Nuốt, nuốt, nuốt. Nuốt. Giỏi. Ủa, xe bị gì vậy thím? Sao bị tắt máy vậy? À, có khi nào hết xăng không thím? Làm gì có, hồi sáng thím mới đổ ra xăng đầy mà. Chết rồi, bây giờ làm sao đây? Nè, mấy đứa xuống dưới đẩy xe đi. Hả? À. Dạ chị kêu em hả? Chị cần gì? Chị nóng quá. Em cho chị miếng đá chị trường. Dạ. Chị cần lấy đá hả? À. Dạ. Để em chút nha. Ok. Ngon chú. Sao tụi nhỏ còn chưa tới nữa ta? Làm gì lâu dữ vậy? Chị vậy? Đá đó chị. À, cái này em lấy đá em đè chị chứ em chùm cái gì? Đâu có chị, nhà mình hết đá. Em phải ra ngoài mua đi cho chị đó chị. Lấy em thương chị chưa? Anh ơi. Đừng nói đi chị, nằm tận hưởng đi chị. Lạnh, lạnh quá. Nằm tận hưởng đi chị nha. Lạnh quá. Lạnh. Sao? Lạnh quá. Mở thêm mới lạnh hả? Ê dừng lại. Ê. Dạ con nghe rồi. Đẩy mạnh lên cái bạn trẻ ơi. Đẩy mạnh. Dừng lại. Trời ơi. Bộ video không nghe thím nói hay sao vậy? Thím kêu
đẩy mạnh mà. Trời ơi, đẩy kiểu gì? Con đẩy quá trời mạnh rồi, Huy muốn gì nữa? Gãy luôn kính chiếu hậu của Thiếm rồi nè. Thiếm đang kêu là ngừng lại, ngừng lại. Con nghe là đừng ngại, đừng ngại, cứ đẩy mạnh đi. Chết rồi, xe thì hư, kính cũng gãy mất tiêu. Vì sao tụi mình về đây? Trả lại ông đó. Tôi biết rồi, tất cả lỗi của tôi, được chưa? Anh, cản em lại, em muốn nó liền luôn. Ê, khoan. Thiếm, con thề nha Thiếm, con không làm gì nha. Tay đụng nhẹ đây nha, không có thể không làm gì hết nha Thiếm. Bây giờ xe nổ thì mừng chứ sao, lên xe. Thiếm, nhưng mà hai cái kiến bị hư rồi, bây giờ sao? Thiếm có cách. Bên phía bên này an toàn rồi nha, cứ chạy thẳng nha Thiếm. Ừ, Thiếm biết rồi, Thiếm đang chạy từ từ nè. Thiếm ơi, sao xe chạy chậm như đi bộ vậy Thiếm? Hả? Thì con nghĩ đi, bây giờ hả, xe không có kiến chiếu hậu là còn không có thắng nữa, sao Thiếm dám chạy nhanh được chứ? Thiếm còn trễ giờ đi tập của Thiếm luôn rồi nè. Thiếm, coi chừng. Nè, từ từ. Ngay từ đầu thấy con quạ là xui rồi. Ủa, chị đâu vậy? Chị đi vệ sinh. Sao? Chị bị bệnh mà đi vệ sinh một mình có được không á? Em giúp chị nha. Đừng đụng vô người chị. Được rồi, em sẽ giúp chị mà không cần đụng vô người chị. Ok. Em đang giúp chị đó. Sao thả chị ra được? Anh hai dặn em phải chăm sóc chị cẩn thận. Nếu không chăm sóc chị cẩn thận, anh hai dặn em đó. Tại vì em đã hứa chị rồi, là em chăm sóc chị nhưng không đụng với chị đó, thấy chưa? Rồi coi nè. Trò chơi ngày đó em thích lấy một ca. Chờ chị dâu đi khắp nhà, theo chị dâu đi biểu, cười rung rung bờ vai. Nè. Sao vậy Thiếm? Vậy chừng nào mới về Thiếm? Con bị gì vậy Thiếm? Thiếm ơi. Ủa Thiếm, xe mình bị gì vậy Thiếm? Thiếm cũng không biết nữa. Chắc là nó bị nóng máy quá. Sao khói không kìa Thiếm? Nè, mấy đứa bình tĩnh lại. Nó chỉ nổ khói bên ngoài thôi, bên trong không có gì hết nha, là bình tĩnh. Dạ. Cái gì vậy? Con thấy không phải nóng máy mà nó cháy máy luôn hả Thiếm? Nè, mấy đứa bình tĩnh, nó chỉ là bị nóng máy quá. Mở cửa không được rồi. Mấy đứa bình tĩnh lại. Bây giờ làm gì đi Thiếm ơi? Cô tôi dài. Chạy ra ngoài lên. Mở cửa ra. Tôi mở không được. Mở không được à? Ủa sao cô không nhắc hả? Cô đi ra đi. Ra đi. Gọi 113 đi lên.